Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay tại miền Bắc duy trì hình thái lạnh về đêm và sáng sớm. Trưa và chiều, nhiệt độ tăng dần lên mức 23 độ C. Từ đêm ngày 3 tháng 12 đến hôm nay 4 tháng 12, thời tiết từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa rào và dông, vài nơi mưa to. Lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Về chiều tối, vài nơi mưa rào và dông. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, 4 tháng 12, ngày nắng có mưa vào chiều tối, đêm không mưa. Trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Ninh Thuận đến Cà Mau và các vùng biển khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, 8, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm 4 tháng 12, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây nam khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển Trường Sa, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, có nơi dưới 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi trên 24 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi trên 23 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 20 đến 23 độ C. Phía Nam từ 24 đến 27 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh hôm nay 4 tháng 12, sáng và chiều mây thay đổi, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ C, giảm nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.